Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai. Trong suốt thời gian vừa qua thì sau khi những người trong Tịnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố và bắt tạm giam, thì hôm nay tiếp tục có một người tiếp theo trong Tịnh Thất Bồng Lai lại bị tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết sau đây. Sau khi bốn người bị khởi tố, đến nay thì chủ hộ của Tịnh Thất Bồng Lai, tức là bà Cao Thị Cúc, cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam. Cụ thể, ngày 12 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết trong ngày, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa, là chủ của căn hộ nơi xưng danh là Tịnh Thất Bồng Lai mà trong suốt thời gian vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao, thậm chí các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc. Bà Cúc bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Quý vị khán giả cũng đã từng theo dõi, trước đó thì bốn người cũng đã bị khởi tố, đó là ông Lê Tùng Vân, xưng là cụ ông nội, thầy ông nội 90 tuổi. Sau đó là Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cũng đã tạm trú tại Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi danh là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, ba bị can còn lại sau khi bị bắt tạm giam vào ngày 5 tháng 1 và đã hết hạn tạm giam lần thứ nhất, cơ quan điều tra đã tiếp tục thông báo gia hạn tạm giam. Thông tin về việc khởi tố vụ án này, Công an tỉnh Long An đã có thông báo việc từ nhiều năm nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn tố cáo của các tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại căn hộ của bà Cao Thị Cúc, nơi đây tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, nay là Thiền Am bên bờ vũ trụ, được thầy ông nội chuyển tên. Vụ án này thu hút biết bao nhiêu người dân cư mạng cũng như là bà con kiều bào ngoài nước đã từng ủng hộ giúp đỡ cho Thiền Am bên bờ vũ trụ, chú ý dư luận xã hội trên các mạng đã làm bức xúc các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cá nhân, loạn luân, v.v. gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ban đầu, các cơ quan tố tụng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thụ lý vụ án, sau đó vụ án này được chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An. Vụ án này được phơi lộ từ việc cơ quan của tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức cũng như là cá nhân về hành vi vi phạm của một số người sống ở nơi đây tự xưng là thầy ông nội, tự xưng là tu tại gia, sau đó là bên đây Thiền Am bên bờ vũ trụ, đó là sau này thầy ông nội đã đổi tên. Vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý theo đúng pháp luật. Kính thưa quý vị khán giả, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai trong những năm trước, cách đây hơn một năm thì biết bao nhiêu người YouTuber cũng như là sự chỉ trích của những phe đối lập, họ cho là chính nghĩa thì bên nào cũng cho là chính nghĩa quý vị khán giả. Thực sự hôm nay nhiều cộng đồng mạng, bà con kiều bào trong và ngoài nước đã từng ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai về số tiền cũng như vật chất, về mua sắm những trang thiết bị và tiền bạc vân vân. Thì họ cho rằng là hôm nay thực sự họ là nạn nhân, họ đã bị lừa. Họ đã bị thầy ông nội và những người trong Thiền Am bên bờ vũ trụ lừa họ một cách trắng trợn. Và trong cái thời điểm đó thì cũng có một số người đã khơi dậy. Chắc quý vị khán giả cũng đã từng biết là Nguyễn Xin. Nguyễn Xin đã khơi dậy những cái sai phạm của
những người trong thiền am bên bờ vũ trụ, đặc biệt là ba cô gái trẻ sống trong thiền am vừa bên bờ vũ trụ. Quý vị khán giả, trong những tháng ngày tu hành ở nơi đó thì các cô gái này lần lượt sinh các cháu. Và anh Nguyễn Sim trong thời điểm đó cũng đưa ra được những cái giấy tờ bản sao khai sinh của những đứa trẻ, mà thực sự trong giấy khai sinh đó là không có cha. Mà quý vị khán giả thấy là tại thời điểm đó thì cộng đồng mạng vô cùng dậy sóng, là vì sao các cô gái cạo đầu tu hành, nói là tu tại gia mà sinh con đều đều. Thì trước đây nói là 5 đứa bé là trẻ mồ côi, nhưng mà sau khi công an xác minh thì những đứa trẻ đó thực sự là có mẹ sống cùng, chứ không phải là trẻ mồ côi như mọi người đã lầm tưởng, như là thầy ông nội cũng như là các nhân vật ở trong thiền am bên bờ vũ trụ chia sẻ trên YouTube của mình. Họ cho rằng là họ sinh và họ lụm lặt đâu đó về nuôi. Cảm lòng thương của quý vị khán giả cũng như là các em, các cháu đã đi thi thách thức danh hài, và cũng trong cái thời điểm đó giới thiệu là trẻ mồ côi. Nhưng mà sau này thì quý vị khán giả biết là những cái gì dối trá thì từ từ rồi cũng sẽ lộ ra, cây kim trong bọc có ngày cũng lộ ra thôi quý vị khán giả. Thì sau này mới phát hiện được là những đứa trẻ đó thực sự là rất là đáng thương, có mẹ ruột bên cạnh nhưng mà không hề nhìn mẹ. Và có một vài lần những cái video mà trong những các chú tiểu, những anh thanh niên lực lưỡng trong thiền am bên bờ vũ trụ đưa những cái video đó lên, thì vô tình một trong những đứa bé nó gọi mẹ, bảo là mẹ ơi, cái giọng đằng kia kìa, mẹ ơi. Thì cái từ mẹ ơi đó, khi mà khán giả đã bóc phốt, đã nhận ra cái điều đó thực sự trước mặt mọi người thì gọi là sư cô, sư thầy gì đó, nhưng mà khi thỉnh thoảng thì các bé cũng gọi là mẹ ơi. Vì chính những đứa bé đó là được các mẹ sinh ra, nhưng mà thương cho các bé khi cộng kề với mẹ và cha của mình, nhưng họ không hề gọi một tiếng cha hoặc là mẹ để thân thương. Tuổi thơ của các con vô cùng trôi đi, hết sức là lãng phí và rất là tội nghiệp. Những người lớn đã làm đau khổ cho những đứa trẻ, sống bên cạnh mẹ mình mỗi ngày chăm sóc cho con mình mà không được gọi tiếng mẹ thân yêu. Thì quý vị khán giả thấy là những người trong tỉnh thất Bồng Lai họ nói là tu hành, mà mỗi một năm á, là sinh năm một, có bạn thì sinh hai đứa, có bạn thì sinh một đứa, và ba cô gái trẻ trong thiền am bên bờ vũ trụ mà luôn lúc nào cũng kính cổng cao tường. Thì quý vị khán giả thấy là lấy đàn ông đâu ra mà sinh con đều đều như thế. Thì ngày hôm nay là công an tỉnh Long An cũng đã khởi tố và bắt tạm giam những người này, và liên quan tới một việc mà rất là nổi cộm, đó là loạn luân. Và cái điều này thì báo chí cũng đưa tin, và công an cũng đã bắt tạm giam đối với những người trong này để điều tra những hành vi vi phạm pháp luật của những người ở nơi đây, và trong đó có cái tội loạn luân. Kính thưa quý vị khán giả, thì từ bấy lâu nay những người nhân vật trong thiền am bên bờ vũ trụ làm cho biết bao nhiêu khán giả phải siêu lòng, và đồng thời tất cả những mạnh thường quân ở nước ngoài cũng đã từng gửi tiền bạc ủng hộ thiền am bên bờ vũ trụ. Thì ngày hôm nay mọi việc đã rõ, họ đã trong suốt thời gian dài lợi dụng lòng tin cá nhân của tất cả mạnh thường quân để nhận tiền hỗ trợ, mà nói họ là những người tu hành và đồng thời họ là sống có đạo đức và nuôi trẻ mồ côi, dạy dỗ cho khôn ngoan. Nhưng mà thực sự cái điều này vô cùng dối trá. Những đứa trẻ đó không phải là trẻ mồ côi, mà là con ruột của những người trong tỉnh thất Bồng Lai, đặc biệt là các bà mẹ, ba bà mẹ trẻ là mẹ ruột của mẹ của các bạn, chứ không phải là những người nuôi dưỡng như những người ở trong tỉnh thất Bồng Lai đã từng chia sẻ trên YouTube của mình. Thì ba người đã lần lượt vào nhà đá, chỉ có cụ Lê Tùng Vân tuổi già sức yếu, cho nên là hiện tại là đang ở tại tỉnh thất Bồng Lai. Kính thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay tiếp tục một người thứ năm tiếp theo, đó là bà Cao Thị Cúc, cũng vừa bị bắt tạm giam, cụ thể là ngày 12 tháng 5. Đó là nguồn tin báo Tiền Phong cũng như là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ ấp
Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra về những cái hành vi sai phạm. Và hiện tại cũng có một số làm đơn tố cáo và họ đã từng giúp đỡ cho tỉnh Thất Bồng Lai thì ngày hôm nay hầu như là chia sẻ trên cộng đồng mạng và các mạnh thường quân vô cùng hối hận khi đã từng giúp đỡ cho tỉnh Thất Bồng Lai mà họ đã lợi dụng lòng tin để là có lòng thương hại để bà con giúp đỡ. Nhưng họ không nói sự thật, những người trong tỉnh Thất Bồng Lai là những người một nhà, là những người cha là mẹ của các bé. Cái điều này lừa dối cộng đồng mạng, lừa dối bà con, lừa dối mạnh thường quân trong suốt thời gian dài. Thì ngày hôm nay cả 5 người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã từng tuyên bố là tu hành tại gia và những người này đã lần lượt bị khởi tố bắt tạm giam. Cái người hôm nay là cái người bà Cao Thị Cúc, chủ hộ của căn hộ tỉnh Thất Bồng Lai. Và nơi đây cũng là nơi mà cụ Lê Tùng Vân đã từng xưng hô là thầy ông nội. Và quý vị khán giả thấy là cũng từng là xây dựng trái phép, cho nên là về việc cơ quan chức năng đã vào cuộc và bắt tạm giam và điều tra hành vi vi phạm của những người này. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả cũng biết là trong cái thời điểm mà Lê Thanh Minh Tùng được live stream với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bóc phốt về chuyện tỉnh Thất Bồng Lai, thì ngày hôm nay anh Lê Thanh Minh Tùng thực sự có cái kênh YouTube riêng. Ảnh là con ruột của cụ Lê Tùng Vân và người em gái. Thì Lê Thanh Minh Tùng cũng chia sẻ, nếu như quý vị khán giả nào muốn nghe về câu chuyện thật của tỉnh Thất Bồng Lai và cái người trong cuộc là con ruột của cụ Lê Tùng Vân, đó là Lê Thanh Minh Tùng, đã chia sẻ bút phốt về người cha ruột của mình, thực sự rất là tội nghiệp cho Lê Thanh Minh Tùng, rất là đáng thương. Đứa trẻ được sinh ra nó không được trọn vẹn, thực sự không có một tình thương trọn vẹn giữa người cha và người mẹ ruột của mình. Thì Lê Thanh Minh Tùng cũng đã từng chia sẻ và viết thẳng ở trong cái kênh YouTube của mình luôn, đó là ông Lê Tùng Vân là cha ruột có liên quan với em gái của mình là bà Vân đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng. Và thực sự mình rất là trân trọng những lời chia sẻ của Lê Thanh Minh Tùng, vì ảnh là một cái mối ngang trái giữa một người anh và một người em ruột. Thì Lê Thanh Minh Tùng không giấu giếm mà coi đó là cái sự bóc trần sự thật, và cái người trong cuộc đã nói lên sự thật, cái nỗi đau của Lê Thanh Minh Tùng phải chịu đựng trong suốt 30 mấy năm trời. Tới ngày hôm nay thì Lê Thanh Minh Tùng mới lên tiếng trên kênh YouTube riêng của mình, nói thực sự xoay quanh vấn đề về tỉnh Thất Bồng Lai. Vì Lê Thanh Minh Tùng đã từng sinh ra trong giữa cái thời khắc đó, và họ là một người con không được trọn vẹn. Vì sao? Vì người cha là anh ruột và người mẹ là em ruột. Họ loạn lưng với em gái của mình sinh ra Lê Thanh Minh Tùng. Và chính vì vậy, trong những giấy tờ khai sanh của Lê Thanh Minh Tùng thì theo anh chia sẻ là cụ Lê Tùng Vân cha ruột, nhưng ông Lê Tùng Vân không hề nhận Lê Thanh Minh Tùng là con ruột. Và chính trong cái thời điểm lên chia sẻ với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong cái buổi live stream thì sau đó cụ Lê Tùng Vân cũng bóc phốt lại con trai của mình Lê Thanh Minh Tùng là từng hư hỏng, từng bỏ học, từng là có những tiền án tiền sử gì đó vân vân và vân vân. Và ông Lê Tùng Vân cũng khẳng định là Lê Thanh Minh Tùng không phải là con ruột của mình. Nhưng trong thời điểm đó thì quý vị khán giả cũng nhớ rõ là bà Hằng đã cũng nói là nếu như ông Lê Tùng Vân mà chịu đi xét nghiệm ADN với những người trong danh sách mà bà Phương Hằng đưa ra, thì nếu như không phải thì bà Hằng sẽ đền danh dự cho ông Lê Tùng Vân bằng nửa cái tài sản của mình. Nhưng ông Lê Tùng Vân thì đâu đó làm lờ đi và không hề. Tới sau khi mà cơ quan chức năng vào cuộc, đã vào cuộc và điều tra, bắt tạm giam những người đó và kể cả cụ Lê Tùng Vân, và ngày hôm nay liên tiếp là bà Cao Thị Cúc, là 5 người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố bắt tạm giam, thì cộng đồng mạng cũng như là những người trong cuộc, những người mạnh thường quân mới ngỡ ngàng cái điều đó là sự thật.
Nếu như không dối trá, không vi phạm pháp luật và cơ quan điều tra không điều tra trong suốt thời gian dài hôm nay, thì tới ngày hôm nay cái việc mà bị bắt thì quý vị khán giả thấy cái điều đó là mọi người ngỡ ngàng, nhưng mà cơ quan chức năng, những người trong cuộc, người ta không ngỡ ngàng vì người ta biết đã từ lâu rồi. Nhưng vỏ bọc bên ngoài để lừa gạt cộng đồng mạng, lừa gạt mạnh thường quân để luôn lúc nào cũng môi tiền về cho họ. Quý vị khán giả thấy là họ, cái nơi đó họ sống, họ không làm gì khác. Những công việc trước khi mà làm YouTube thì quý vị khán giả thấy công việc đâu có công việc gì, nói là chỉ tu tại gia mà sinh sản đều đều trong tỉnh thất bồng lai như vậy. Sự thật rồi cũng sẽ trở thành sự thật. Tới ngày hôm nay thì mạnh thường quân, những người từng giúp đỡ thiền am bên bờ vũ trụ, thật sự là ngã ngửa. Nếu như cơ quan chức năng, cơ quan an ninh điều tra của tỉnh Long An mà không vào cuộc sớm như ngày hôm nay thì họ còn lừa dối bao nhiêu năm nữa, 5 năm, 10 năm nữa. Họ vẫn lừa dối truyền thông khi thi thách thức trên hài, cũng giới thiệu là trẻ mồ côi. Và liên quan tới công ty Điền Quân, quý vị khán giả thấy là thi thách thức trên hài thì mọi người rất là ngưỡng mộ. Và cũng trong thời điểm đó thì cũng có người vạch trần sự thật, nhưng mà cộng đồng mạng, bà con, Việt Kiều trong và ngoài nước cũng như là Mạnh Thường Quân đã từng giúp đỡ, phản đối mãnh liệt. Tới ngày hôm nay thì cơ quan an ninh đã vào cuộc điều tra, bắt khởi tố tạm giam 5 người này, thì mọi người mới ngỡ ngàng. Ồ, sao mà trong suốt thời gian dài họ đã lừa dối mình như vậy. Và nếu ai muốn theo dõi câu chuyện nhiều hơn nữa, người trong cuộc từ đầu tới cuối, từ A tới Z, từ chuyện cũ cho tới chuyện mới, thì quý vị khán giả hãy vô kênh của Lê Thanh Minh Tùng, là con ruột của cụ Lê Tùng Vân. Đó, Lê Thanh Minh Tùng được sinh ra với một người mẹ là em ruột, một người cha, đó là ông Lê Tùng Vân. Như vậy họ là loạn luân. Thì Lê Thanh Minh Tùng, anh có lên tiếng rõ ràng, bây giờ anh viết như vậy, ai làm đơn thưa, ai nói là ảnh nói sai, ai sẽ là cái người mà nói ảnh là xúc phạm danh dự, thì cứ thưa ảnh đi. Đó, ảnh là cái người con mà sinh ra bị lỗi, cho nên là những cái mà ảnh bức xúc từ bấy lâu nay, và đồng thời tới ngày hôm nay thì ảnh nhận ra cái điều mà pháp luật cần vào cuộc để ông Lê Tùng Vân không còn lừa dối trong suốt mấy chục năm trời. Và quý vị khán giả nhớ là trong cái thời điểm mà trước đây, cách đây 1 đến 2 năm, thì em ruột của cụ Lê Tùng Vân cũng đã từng tố cáo ông Lê Tùng Vân và lên những cái kênh YouTube khác chia sẻ về vấn đề này, đó là em vợ. Và những người sống trong tỉnh thất Bồng Lai và cũng như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đó, thì cũng đã là từng được mẹ sinh ra, nhưng mà họ cho rằng là họ cũng lại mồ côi. Họ vẫn có cha có mẹ, ông cụ Lê Tùng Vân cũng như là các bà vợ sống bên cạnh. Và em vợ của cụ Lê Tùng Vân cũng đã từng lên tiếng nói là chị ruột của mình sống trong nơi tỉnh thất Bồng Lai đó và sinh ra những người thanh niên ở trong đó, nhưng mà cuối cùng họ cũng không nhận bên ngoại và cũng không nhận cụ Lê Tùng Vân là cha. Vì họ sắp xếp rất là hay, cụ Lê Tùng Vân sinh con ra nhưng mà không hề nhận con ruột của mình là con, mà nói là sinh lượm lặt ở đâu đó không. Tới ngày hôm nay thì trong tỉnh thất Bồng Lai có liên quan tới vụ loạn lưng, thì các bạn quý vị khán giả sẽ theo dõi câu chuyện tiếp theo, những thông tin mới, những báo chí đưa tin thì Phương Văn chỉ cập nhật chia sẻ những thông tin cho quý vị khán giả, tiếp tục cập nhật thông tin mới, xem ai là cái người mà làm cho các cô gái trong tỉnh thất Bồng Lai có bầu và sinh liên tục như vậy. Thì kính thưa quý vị khán giả, tới ngày hôm nay là bà Cao Thị Cúc liên tiếp bị cảnh sát an ninh điều tra công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam. Thì 5 người lần lượt đã ra đi, và tiếp tục có những người trong tỉnh thất Bồng Lai thêm nữa hay không thì chúng ta cũng chờ đợi cơ quan chức năng sẽ điều tra. Còn hiện tại thì quý vị khán giả thấy là cái người con sinh ra bị lỗi đó, đó là Lê Thanh Minh Tùng, con ruột của cụ Lê Tùng Vân. Anh ấy vô cùng bức xúc trong suốt 30 mấy năm trời, họ sống trong cái nỗi niềm hết sức là đau khổ, dằn vặt. Và tới ngày hôm nay thì ảnh cũng đã bước ra ngoài xã hội để nhìn nhận lại cái gia đình của mình, những người đã từng sinh ra mình có những tội lỗi với xã hội, vi phạm pháp luật. Ảnh cũng đứng ra mạnh dạn phân tích và chia sẻ vấn đề này.
Và hiện tại thì anh cũng có cuộc sống gia đình, có vợ và con, cho nên anh hiểu được cái điều đó, nỗi niềm của những người con, người trong cuộc mà sinh ra bị lỗi với cái người anh ruột và cái người em ruột. Thành ra họ không nhận Lê Thanh Minh Tùng là con ruột, mà cụ Lê Tùng Vân đã từng chia sẻ là khẳng định Lê Thanh Minh Tùng không phải là con ruột của mình, và họ chỉ là người sinh Lê Thanh Minh Tùng ra và đâu đó ABCD. Cho nên Lê Thanh Minh Tùng bây giờ gần tuổi 40, anh ấy rất là bức xúc và chia sẻ câu chuyện này thực sự trong gia đình của mình, rộng rãi trên cộng đồng mạng và xã hội. Thì tới ngày hôm nay cơ quan chức năng đã vào cuộc bắt tạm giam những người này, thì cộng đồng mạng trong và ngoài nước cũng đã từng giúp đỡ. Tới ngày hôm nay thì thực sự họ cảm thấy là cái điều hết sức là may mắn, và đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, và họ không bị tiếp tục lợi dụng lòng tin để tiếp tục ủng hộ cho Thiền A bên bờ vũ trụ nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những thông tin mới nhất về tỉnh thất Bồng Lai. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những câu chuyện đời thường, những câu chuyện của những người trong cuộc, báo chí, tin tức, thời sự, vân vân. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.